Đền Ngọc Sơn. Đền Ngọc Sơn nằm trên một gò đất cao phía đông bắc của Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Không chỉ là một di tích quốc gia đặc biệt mà Đền Ngọc Sơn còn là một địa điểm du khách không thể bỏ qua khi đến với thủ đô Hà Nội. Hầu như du khách nào cũng dành một phần thời gian để ghé thăm đền Ngọc Sơn. Lịch sử và ý nghĩa của đền Ngọc Sơn. Xưa kia, khi vua Lý Thái Tổ rời đô ra Thăng Long, ông đã đặt tên cho ngôi đền là Ngọc Tượng. Đến thời nhà Trần, ngôi đền có tên là Ngọc Sơn. Đền thờ này được xây dựng để thờ những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Do lâu ngày không tu sửa nên ngôi đền sớm bị sụp đổ. Đến thời nhà Lê, chúa Trịnh Giang đã dựng cung Thụy Khánh trên nền đất Ngọc Sơn cũ. Cuối đời nhà Lê, cung Thụy Khánh bị phá hủy. Ông Tín Trai, một nhà từ thiện thời đó, đã dùng nền cung Thụy Khánh cũ lập ra ngôi chùa mới, lấy tên là chùa Ngọc Sơn. Chùa được xây quay mặt về hướng nam, phía trước dựng một gác chuông, phong cảnh nên thơ hữu tình nên được nhiều người lui tới. Trải qua nhiều năm tháng, ngôi chùa bị đổ nát. Ít năm sau, con trai của ông Tín Trạng nhượng lại chùa cho một hội từ thiện. Hội tiến hành tu sửa, dỡ bỏ gác chuông chùa, cải tạo chùa thành đền thờ Văn Xương, đế quân. Văn Xương là vị thần ở Trung Quốc, được dân gian lẫn đạo giáo tôn sùng, là thần chủ quản công danh, phúc lộc của sĩ nhân. Đền được khởi công xây dựng từ mùa đông năm Tân Sửu đến mùa thu năm Nhâm Dần thì hoàn thành. Năm 1865, nhà nho Nguyễn Văn Siêu đứng ra tu sửa lại ngôi đền. Đền mới được sửa đắp thêm đất và xây kè đá xung quanh. Ông còn cho xây thêm đình Trấn Ba, bắc một cây cầu từ bờ đông đi vào đền, gọi là cầu Thê Húc. Bên trái của đền ông cho dựng đài nghiên. Phía đông trên núi Ngọc Bội, ông cho xây tháp bút tượng trưng cho nền văn vật. Sau khi đền được xây dựng và hoàn thành, trong đền thờ thêm Lã Tổ, thần coi về thuốc chữa bệnh, và thờ Trần Hưng Đạo, một vị tướng có công với nhân dân vào đời Trần. Trải qua bao thăng trầm biến cố của lịch sử, nhưng ngày nay đền Ngọc Sơn vẫn lộng lẫy uy nghi giữa lòng thành phố thủ đô. Đền Ngọc Sơn, một tuyệt tác kiến trúc giữa lòng Hà Nội. Đền Ngọc Sơn được xây dựng theo kiến trúc hình chữ tam. Trong đền có các câu đối hoành phi và vật bài trí linh thiêng. Kiến trúc của đền Ngọc Sơn thể hiện rõ nét sự hài hòa về tôn giáo qua nhiều năm tháng lịch sử. Du khách sẽ tận mắt chứng kiến và chiêm ngưỡng các tuyệt tác kiến trúc khi ghé thăm đền Ngọc Sơn. Đền chính là hai ngôi nối liền nhau, bên trong
thờ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và Văn Xương Đế Quân. Ngoài ra, trong đền còn thờ Phật A Di Đà, Lã Động Tân, Quan Vân Trường. Lối thờ phụng này thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp tôn giáo của người dân Việt Nam. Tượng của Trần Hưng Đạo được đặt trên một bệ đá cao 1 mét, hai bên là hai cầu thang bằng đá. Du khách có thể chụp hình bên cạnh tượng Trần Hưng Đạo, tượng của Văn Xương. Trên tay ông cầm bút thể hiện dáng vẻ thư thái nho nhã. Mái đình của đền Ngọc Sơn hình vuông, có tam mái, mái hai tầng, có 8 cột chống đỡ. Hệ thống 4 cột ngoài của đền được làm bằng đá và 4 cột bên trong làm bằng gỗ. Sự kết hợp độc đáo này đã tăng thêm vẻ đẹp tôn nghiêm nhưng không kém sức thu hút cho đền Ngọc Sơn. Vào mỗi mùa thi cử, học sinh ở Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung thường tìm đến đền Ngọc Sơn để cầu nguyện có một mùa thi tốt. Cùng với đền Ngọc Sơn, các công trình liên quan như cầu Thê Húc, tháp Bút, đài Nghiêng, đình Trấn Ba được coi là một biểu tượng văn hóa của người Hà Nội. Đã bao năm, những câu ca cổ như rủ nhau xem cảnh kiếm hồ, xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn, đài Nghiêng, tháp Bút chưa mòn, hỏi ai gây dựng nên non nước này. Tháp Bút nằm gần đền Ngọc Sơn, tháp do nhà nho Nguyễn Văn Siêu xây dựng trên núi Ngọc Bội. Đỉnh tháp có hình ngọn bút lông dựng ngược, thân tháp có khắc 3 chữ Tả Thanh Thiên, có nghĩa là viết lên trời xanh. Đài Nghiêng trên có đặt một cái nghiên mực hình nửa quả đào bổ đôi bằng đá, ở dưới là 3 con ếch đội đài nghiên. Trên nghiên có khắc một bài thuyết minh nói về công dụng của cái nghiên mực, chép về phương diện triết học. Cầu Thê Húc, cây cầu nổi bật với màu son đỏ, nhìn từ xa tựa như dải lụa vắt qua làn nước xanh, rất hữu tình. Cầu Thê Húc nghĩa là giữ lại ánh sáng đẹp của mặt trời. Từ cổng ngoài vào đền có 2 bức tường hai bên, mỗi bên là bảng hình rồng, một bên là bảng hình hồ, tượng trưng cho 2 bảng cao quý nêu trên. Người thi đỗ sĩ tử đi qua cánh cổng này càng có thêm động lực để học hành thi cử. Tháp rùa với tường rêu cổ kính là một trong biểu tượng nổi tiếng của thủ đô. Công trình kiến trúc lịch sử này là nguồn cảm hứng cho rất nhiều nghệ sĩ, các nhà nhiếp ảnh. Trấn Ba Đình, tên gọi này có ý nghĩa là chắn những làn sóng văn hóa độc hại xâm nhập vào nước ta thời bấy giờ. Đình hình vuông có 8 mái, mái 2 tầng, có 8 cột chống đỡ. Đến thăm đền Ngọc Sơn, du khách sẽ cảm nhận được không khí yên bình, tĩnh lặng giữa lòng thành phố ồn ào tấp nập. Ngôi đền không chỉ là điểm tâm linh để người dân và du khách dâng hương cầu mong bình an, sức khỏe, mà còn là nơi để thư giãn tâm hồn, cảm nhận cuộc sống và để lưu lại những kỷ niệm đẹp về thủ đô Hà Nội.